Xin chào quý vị và các bạn. Trong một tuần qua thì rất nhiều khách hàng của Điện Máy Xanh đã chia sẻ mong muốn của mình, đó chính là tìm kiếm một chiếc tủ lạnh vừa nhỏ gọn, phù hợp cho cuộc sống bận rộn như hiện nay, tiết kiệm điện, tích hợp được nhiều công nghệ tính năng hiện đại mà giá cả vẫn là phải chăng. Để đáp ứng tất cả những yêu cầu trên thì ngày hôm nay, Điện Máy Xanh xin được giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn chiếc tủ lạnh của Panasonic với tên gọi NR-BV289XSVN. Như các bạn đã thấy thì chiếc tủ lạnh này với dung tích 255 lít phù hợp với những gia đình từ 3 đến 5 thành viên, có kích thước tương đối nhỏ gọn với chiều cao khoảng 1,5m, chiếm diện tích chỉ khoảng 4 ô gạch vuông, giúp bạn tiết kiệm được không gian mà vẫn lưu trữ được một lượng thực phẩm đáng kể cho gia đình. Toàn bộ mặt trước của tủ được phủ một lớp kim loại xám bạc chất thép không rỉ, nên khi ánh sáng phản chiếu sẽ làm không gian bếp của bạn thêm sáng sủa và tăng phần sang trọng tươi mới. Bên cạnh đó, bề mặt tủ trơn nhẵn nên việc lau chùi dễ dàng, chỉ cần dùng khăn tay lau sạch là có thể vệ sinh cửa tủ sạch sẽ và không lo lắng vấn đề bị bám vân tay. Tay nắm cửa được ẩn vào bên trong, thiết kế bo tròn, giúp cho việc đóng mở dễ dàng êm ái, bạn sẽ không sợ bị va quẹt khi đi lại. Mình rất ấn tượng với phần ngang của tay cầm có mạng rơm tôn lên vẻ hiện đại và tinh tế cho sản phẩm. Có một điều Vân Anh rất là bất ngờ là ở đây ngăn lạnh được thiết kế ở phía trên và ngăn đông ở phía dưới. Việc này thì giúp chúng ta không phải khom lưng để lấy đồ giống như những chiếc tủ lạnh thông thường. Các khe kệ ở đây thì được làm bằng kính chịu lực rất bền và chịu được trọng lượng nặng và dễ dàng vệ sinh nữa. Ngăn đựng rau củ quả ở đây có tay cầm, chúng ta có thể dễ dàng lấy hoa quả ra dễ dàng như thế này đây. Hệ thống đèn LED góp phần tiết kiệm điện, tuổi thọ lại cao, không cần bảo dưỡng, tỏa ít nhiệt, giúp môi trường làm lạnh bên trong tủ lạnh tốt hơn và lạ hơn. Với ánh sáng trắng sẽ giúp bạn dễ dàng quan sát thực phẩm bên trong tủ và tạo cảm giác dịu nhẹ cho đôi mắt. Thật là tuyệt vời phải không nào? Với những điều mà Vân Anh đã chia sẻ ở trên thì cũng đã cho thấy Panasonic rất là tâm huyết với sản phẩm này khi mà họ đầu tư kỹ lưỡng đến từng chi tiết mà có thể nói là nhỏ nhất. Và với chiếc tủ lạnh này mặc dù chỉ có 255 lít thôi nhưng mà lại tích hợp rất là nhiều công nghệ hiện đại và độc đáo. Ở đây thì Vân Anh xin được chia sẻ luôn, có một ngăn cấp đông mềm ở đây nằm tách biệt so với ngăn lạnh. Và với ngăn cấp đông mềm này có tên gọi là Ramfest, công nghệ này chỉ xuất hiện ở những dòng tủ lạnh cao cấp và hiện đại. Nhưng mà Panasonic đã mạnh dạn đầu tư vào chiếc tủ lạnh bình dân này. Với công nghệ cấp đông mềm, nhiệt độ duy trì ở mức âm 3 độ C. Với mức nhiệt này, thực phẩm sẽ được làm đông bề mặt ngoài và vẫn giữ được nước, độ ẩm, dinh dưỡng, sự tươi ngon, mùi vị và kết cấu dinh dưỡng ban đầu. Tuổi thọ của thực phẩm được lưu trữ lên tới 1 tuần, lâu hơn so với việc bảo quản trong ngăn lạnh. Đặc biệt, thực phẩm sẽ luôn ở trạng thái sẵn sàng chế biến, nghĩa là bạn sẽ chế biến ngay mà không cần mất thời gian để rã đông. Đây là lợi ích đắt giá nhất của công nghệ cấp đông mềm. Nhờ vậy, người dùng dễ dàng cắt thực phẩm, không cần dùng quá nhiều sức hoặc tốn nhiều thời gian để rã đông thực phẩm. Từ đó, việc chế biến thức ăn cũng trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn. Quá là hiện đại phải không nào? Còn với ngăn đông thì như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi nhé! Đây là ngăn đông lạnh với các khay thiết kế riêng, có thể điều chỉnh di chuyển các ngăn sao cho phù hợp với kích thước của thực phẩm hay vật dụng chứa đồ đông lạnh. Vân Anh thích nhất là phần thiết kế này. Khay tủ nhỏ tuy nhiên lại có hai khay, một khay trên, một khay dưới, tách biệt và có thể di chuyển kéo xa hoặc thu gọn để phù hợp với nhu cầu lưu trữ của bạn. Còn đây là hộp làm đá viên, tuy nhiên nếu muốn tăng diện tích cho ngăn đông lạnh, bạn có thể bỏ riêng ra bên ngoài nếu không cần sử dụng nhé. Và điểm đáng chú ý ở đây là khay đông lạnh cuối được làm kín như ngăn đựng rau củ. Bạn có thể dùng để cất trữ các loại thực phẩm khô hoặc đông lạnh trong thời gian dài mà thực phẩm không bị phát tán mùi, nhiệt độ lạnh được giữ trọn vẹn và tạo cảm giác gọn gàng vệ sinh hơn. Công nghệ Panorama là công nghệ làm lạnh mới của tủ lạnh Panasonic. Công nghệ này có thể làm lạnh đa chiều bằng cách đưa luồng khí lạnh thổi nhanh và đều các góc, ngách của ngăn chứa, đảm bảo khí lạnh đầy đủ và đồng đều ngay cả khi đã có đầy thức ăn ở ngăn đông, giúp tiết kiệm điện năng tối đa nhờ vào khả năng làm đông nhanh chóng, mang lại lợi ích kinh tế cho khách hàng. Như bà nội trợ khi chia sẻ với Vân Anh thì họ sợ vấn đề thực phẩm bị nấm mốc nè, nhiễm khuẩn nè và thậm chí là gây nên mùi hôi khó chịu cho chiếc tủ lạnh nữa. Và vì thế với chiếc tủ lạnh NR-BV289XSVN sẽ giúp cho quý vị dẹp bỏ tất cả những trở ngại trên. Khả năng kháng khuẩn khử mùi hiệu quả với công nghệ AC Clean. Công nghệ này sử dụng các ion bạc Ag+, có thể tiêu diệt đến 99,9% nấm mốc và vi khuẩn, nhờ kìm hãm sự phát sinh của vi khuẩn gây mùi từ thực phẩm, đồng thời vô hiệu hóa quá trình hô hấp của tế bào vi khuẩn, mang đến một không khí trong lành sạch khuẩn giúp thực phẩm tươi lâu hơn, hạn chế được mùi hôi trong tủ lạnh của bạn. Nhiều người cho rằng với những sản phẩm càng hiện đại, càng tích hợp nhiều công nghệ mới thì sẽ rất là hao điện.
Tuy nhiên với chiếc tủ lạnh này thì hoàn toàn không đâu nhé, bởi vì nó đã được trang bị một công nghệ tiết kiệm điện inverter tiên tiến. Công nghệ này có khả năng điều chỉnh vòng quay của máy nén, duy trì nhiệt độ hoạt động ổn định. Điều này trái với cơ chế bật tắt máy nén, phụ thuộc vào nhiệt độ bên trong của những chiếc tủ lạnh thường, tủ lạnh không inverter, gây ra tiếng động ồn ào khó chịu, hao phí điện năng rất nhiều. Vì thế, với công nghệ inverter, sản phẩm của bạn sẽ vận hành thật êm ái, bền bỉ, không đóng tuyết, không gây tiếng ồn mà còn tiết kiệm điện đến 40%. Không chỉ dừng lại ở đây, bạn sẽ còn được an tâm hơn nữa với ưu điểm không thể bỏ qua ở dòng tủ lạnh này, chính là có tích hợp công nghệ cảm biến Econavi. Cảm biến này giúp tiết kiệm điện nhờ khả năng theo dõi thói quen sử dụng của người dùng, nhận biết nhiệt độ trong và ngoài tủ, tần suất đóng mở tủ để tự điều chỉnh công suất tiêu thụ năng lượng tối ưu nhất phù hợp với phong cách sống, đảm bảo tiết kiệm điện tối đa cho gia đình. Và có một lưu ý nho nhỏ là vào 3 tuần đầu thì chiếc tủ lạnh này sẽ học tập và thích nghi theo thói quen sinh hoạt của gia đình bạn. Nhưng mà đến tuần thứ 4 thì chiếc tủ lạnh này sẽ bắt đầu vận hành đều đặn hơn. Vì thế lúc đó thì đèn cảm biến Econavi sẽ hoạt động thay đổi on off. Và thời gian đầu thì quý vị cũng không nên quá lo lắng với thay đổi trên. Với sự tích hợp của công nghệ tiết kiệm điện inverter tiên tiến và cảm biến Econavi thì chiếc tủ lạnh này chỉ hao tốn điện năng từ 0,8 đến 2 kW một ngày, trung bình 1 kW một ngày, và số lượng điện năng tiêu hao này có thể thay đổi tùy theo số lượng thực phẩm bạn dự trữ là bao nhiêu và số lần đóng mở cửa tủ lạnh. Cho nên bây giờ thì chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm vào hóa đơn tiền điện cuối tháng, đúng không nào? Nhiều bạn thắc mắc là bảng điều khiển của chiếc tủ lạnh này nằm ở đâu? So với những chiếc tủ lạnh thông thường thì bảng điều khiển nằm ở phía sau cánh tủ. Nhưng mà với chiếc tủ lạnh này thì bảng điều khiển được đưa ra phía bên ngoài như thế này, rất là dễ dàng cho chúng ta thao tác điều khiển và cài đặt. Ở đây thì các nút cảm ứng được thiết kế bằng màu xanh trông rất là sang trọng và hiện đại. Tủ lạnh Panasonic 255 lít NRBV289SSVN. Công nghệ Panorama độc quyền Panasonic làm lạnh nhanh và đồng đều, loại trừ 99,99% vi khuẩn và mùi hôi bên trong tủ với tinh thể bạc AgaClean. Sự kết hợp giữa công nghệ inverter và cảm biến Econavi mang đến khả năng tiết kiệm điện tối ưu, bảo quản thực phẩm tươi ngon, chọn dưỡng chất với ngăn cách đông mềm Wallfest. Hy vọng là qua đoạn video vừa rồi thì quý vị đã có thêm một sự lựa chọn trong việc mua sắm tủ lạnh cho gia đình của mình. Và nếu như quý vị nào có thắc mắc thì chúng ta cũng có thể đến tận cửa hàng điện máy xanh gần nhất để có thể theo dõi và nhận được sự tư vấn của nhân viên. Và đừng quên subscribe kênh YouTube của Điện Máy Xanh thông qua logo ở phía bên dưới. Tại Điện Máy Xanh, chúng tôi luôn mong muốn mang đến những sản phẩm tốt nhất và phù hợp nhất cho người tiêu dùng. Còn bây giờ, Vân Anh xin được cảm ơn và chúc quý vị sẽ có một mùa Giáng sinh thật là vui vẻ.